Xin chào các bạn, đợt rồi mình có dịp tới Phú Quốc du lịch 4 ngày 3 đêm. Các bạn hãy like và đăng ký để theo dõi hành trình Phú Quốc nha. Để tới Phú Quốc, cách đơn giản nhất là đi máy bay, nhưng lần này mình sẽ chọn cách phiêu lưu hơn chút, đó là đi xe khách từ Sài Gòn tới Kiên Giang và sau đó đi tàu cao tốc ra Phú Quốc. Mình đặt vé xe thiện thành limousine từ Tân Phú, Sài Gòn đi bến tàu rạch giá tỉnh Kiên Giang, giá vé mình mua là 350. Hiện tại xe đang chạy trên cầu Vàm Cống đó các bạn. Để đi xe kết hợp với tàu, các bạn cần tính toán thời gian xe khởi hành và tới giờ tàu chạy để không lỡ chuyến nha. Lúc này là xe tới thành phố Rạch Giá rồi nè. Xe tới bến tàu Rạch Giá khá sớm, vào lúc 4:30 mình đi ăn sáng và uống cà phê luôn. Bến tàu sẽ nằm trong khuôn viên cảng vụ hàng hải Kiên Giang nha các bạn. Những con tàu nhỏ màu trắng sẽ đi các hòn đảo gần bờ như Hòn Tre nha các bạn. Mình đi tàu Phú Quốc Express, tàu này là loại 2 thân nên chạy sẽ êm hơn các loại tàu còn lại. Ngoài ra còn có các tàu Super Đông, Hòa Bình Ship, vân vân. Phú Quốc Express với đội tàu cao tốc 2 thân hiện đại sử dụng máy Rolls-Royce MTU xuất xứ từ Đức cho tốc độ tối ưu lên tới 30 hải lý trên giờ sẽ đưa bạn đến đảo với thời gian tiết kiệm nhất. Bảy giờ 40 tàu rời bến bắt đầu hải trình tới Phú Quốc. Phía xa kia đó chính là hải đăng đấy các bạn. Tàu chạy khá là nhanh, tốc độ hiện tại là 28 hải lý trên giờ, tương đương với 52 km trên giờ. Tàu ra bến được khoảng 5 phút thì các bạn sẽ được ra boong sau. Tàu chạy rất nhanh với việc di chuyển trên biển nên gió ở đây sẽ rất mạnh. Thời gian di chuyển trên biển dự kiến khoảng 2 tiếng rưỡi. Mấy chục km tại vì thế nào ngoài biển gió lắm ạ.
bạn sẽ gặp rất nhiều tàu cá và xà lan di chuyển trên biển. Như đây là tàu cá mang biển số tỉnh Kiên Giang. 20 hải lý đầu thì nước biển nó sẽ đục như nước sông nha các bạn. Như bạn có thể thấy, đây là đường điện 22 kV nối đảo Hòn Tre với đất liền thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Phía xa kia đó chính là núi Hòn Đất và núi Hòn Me trong bờ xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Từ đây vào bờ mất tầm 10 km đó các bạn. Đây là khoang hành khách chính của tàu. Như các bạn có thể thấy, tàu chạy rất êm và không có tiếng ồn. Phía trước mắt các bạn đó là Hòn Nghệ hay còn gọi là Hòn Minh Hòa, là một đảo thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Phía trước mắt các bạn là đường điện 22 kV nối đảo Hòn Nghệ với đất liền, độ dài di dẫn trên biển đạt hơn 16 km. Hiện nay sóng điện thoại đã được bao phủ hết vùng biển Tây Nam nên các bạn có thể nghe gọi sử dụng mạng 4G thoải mái. Đoạn này mình và mọi người ngồi phía sau boong bị sóng đánh ướt hết người. Trên tàu có ổ điện nên các bạn có thể cắm sạc điện thoại, laptop, vân vân. Đảo Phú Quốc dần xuất hiện sau hơn 2 tiếng lênh đênh trên biển. Các bạn có thể thấy đây là đường điện 220 kV nối từ xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương ra thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đường điện dài nhất Đông Nam Á này kéo điện từ đất liền ra đảo Phú Quốc có tổng chiều dài hơn 80 km, trong đó đoạn vượt biển dài hơn 60 km. Khi tàu tới đảo, mình có xin phép thuyền trưởng vào trong buồng lái quay một chút. Đây là màn hình radar đó các bạn. Kia là tàu Thổ Châu 09, đây là con tàu duy nhất đưa các bạn tới đảo Thổ Châu.